là mã học tịnh độ môn là nương vào tha lực giảng sanh tịnh độ để thành phật từ những điều nói trên có thể biết nhờ tự lực tu hành chỉ khi đầy đủ giới định huệ mới có thể liễu thoát sanh tử đây là thánh đạo môn chúng ta có khả năng tu hay không chỉ xét riêng về điểm này thôi thì có thể hiểu được là chúng ta tu không nổi học không thành. Ở ngay trước mắt ta là hầm lửa ba đường ác, phải làm sao đây? Còn pháp môn tịnh độ thì thế nào? Pháp môn tịnh độ là pháp môn hoàn toàn nương nhờ vào oai lực của Phật A Di Đà để xa lìa sáu nẻo luân hồi. Như trước đã nói, mục đích của đời người là ở việc học Phật pháp, mà mục đích của việc học Phật là để vừa khỏi sáu đường sanh tử luân hồi đồng thời tiến thêm một bước để thành phật mục đích này chia làm hai phần ngắn hạn và dài hạn việc học phật cuối cùng là vì mục đích dài hạn nghĩa là thành phật nhưng mục đích ngắn hạn là giải quyết sanh tử luân hồi cần phải hoàn thành trước nếu không thân người đều khó được thì nói gì đến việc thành phật vì thế, mục đích của việc học Phật ngắn hạn là phải xa lìa lục đạo luân hồi, đồng thời phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, từng bước từng bước một đi về cảnh giới Phật. Còn thánh đạo môn như trên vừa nêu, muốn xa lìa lục đạo luân hồi, cần phải tu tập giới, định, huệ, mức độ thấp nhất là phải chứng được sơ quả tu Đà hoàng sơ quả tu đào hoàng tuy chưa thể lập tức vượt khỏi sáu nẻo luân hồi nhưng vị đó sẽ không đọa vào ba đường ác nữa mà còn có phước báo bảy lần sanh lên trời bảy lần sanh vào nhân gian sau thời gian giảng lai bảy lần này vị đó sẽ đạt đến địa vị tứ quả a la hán vượt hẳn sanh tử luân hồi nếu muốn thành phật thì cần phải hồi tiểu hướng đại phát bồ đề tâm để hành đạo bồ tát những hạnh nan hành năng hành nan nhẫn năng nhẫn sau đó từng bậc từng bậc bước lên từ thập tính, thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa cuối cùng đạt đến đẳng giác diệu giác rồi thành phật nhưng khi thực hành thì vô cùng khó khăn lại phải trải qua khoảng thời gian lâu dài vô cùng bồ tát long thọ từng nói thánh đạo môn thuộc về nan hành đạo chỉ cậy vào sức mình giống như đi bộ trên đất liền rất gian khổ hơn nữa thời gian rất dài vô cùng khó khăn tịnh độ môn là nương nhờ vào sức của phật a di đà nương vào tha lực giống như đi tàu thủy không cần phí nhiều sức lực một khi đến giờ thì liền tới bờ kia nương vào oai lực của phật a di đà được giảng sanh tịnh độ về thế giới cực lạc để thành phật đó là tịnh độ môn cậy vào sức mình ở thế giới ta bà này đời đời kiếp kiếp tu hành để liễu thoát sanh tử vượt khỏi luân hồi cho đến thành phật đó là thánh đạo môn chúng ta là người học phật cần phải hiểu rõ sự khác nhau giữa hai pháp môn này để khi học sẽ không bị lẫn lộn mơ hồ. Tịnh độ môn là pháp môn hoàn toàn nương nhờ vào tha lực Phật A Di Đà. Chỉ cần chúng ta đừng cho rằng nếu không cần nỗ lực mà chỉ hoàn toàn nương vào Phật lực thì thiếu chí khí. Không nên có quan điểm như vậy. Vì chúng ta biết rằng ngay cả năm giới mình còn không giữ được trọn vẹn thì còn nói gì đến có sức hay không có sức chính mình bất lực vô năng thì phải nương vào đức phật a di đà đại từ đại bi chứ chẳng phải nói về các vị phật các vị bồ tát các vị la hán khác thế thì trong đời này kiếp này có thể xa lìa lục đạo luân hồi giảng sanh tịnh độ thành phật sau đó độ khắp chúng sanh trong mười phương huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập một trang 169 đến 171. Bốn la mã. Sự cứu độ của Phật A Di Đà là pháp môn thuần tha lực. Phật A Di Đà vì chúng ta mà sáng lập ra thế giới Cực Lạc. Trong thế giới Cực Lạc, mỗi một giọt nước, một lá cây, một bông hoa, thậm chí một viên đá quý đều do Phật A Di Đà hoàn thành. Vậy thì thế giới cực lạc được xây dựng ra cho ai? Đương nhiên là cho chúng ta. Nếu chúng sanh chúng ta không giảng sanh về đó thì thế giới cực lạc chẳng có ý nghĩa gì cả. Công hạnh cần phải có để giảng sanh về thế giới cực lạc là do Phật A Di Đà vì chúng ta mà thành tựu, vì chúng ta mà viên mãn. Ngài đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập khổ hạnh để có thể hoàn thành 48 nguyện cứu độ chúng sanh chúng ta mà cốt lõi là nguyện thứ 18. Việc thành tựu thế giới cực lạc và thành tựu thiện căn phước đức nhân duyên để có thể giảng sanh về thế giới cực lạc đều do Đức Phật A Di Đà viên mãn cho chúng ta. Vì thế, có thể giảng sanh về thế giới cực lạc là do Phật pháp nguyện hồi hướng cho chúng ta chứ chẳng phải chúng ta phát nguyện hồi hướng cho Ngài. Nếu như chúng ta phát nguyện hồi hướng cho Phật A Di Đà mới được giảng sanh, thì việc giảng sanh khó nắm chắc được và đối tượng cứu độ của Phật cũng rất hạn hẹp. Ai dám đảm bảo được công hạnh của hành giả đó đã đạt đủ điều kiện và tư cách giảng sanh? Thật ra, chỉ cần chúng ta tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà nguyện sanh về tịnh độ của Ngài, sau đó chuyên xưng danh hiệu Ngài thì đã được cứu độ, ngay nơi đây đã đầy đủ tư cách để giảng sanh rồi. Chúng ta phải hiểu chữ tinh này là vĩnh hằng bất biến, không chút lay động như kim cang bất hoại, cho dù bệnh khổ ngay trước mắt cũng không thay đổi. Lúc lâm chung cũng vững niềm tin kim cang bất biến Chữ tin ở đây khác với việc tin dùng thông thường của thế gian. Niềm tin của thế gian có thể thay đổi, nhưng niềm tin của chúng ta đối với Phật A Di Đà là kim cang bất biến. Vì đối tượng mà ta tin vào là Phật A Di Đà và thế giới cực lạc do ngài thành tựu. Phải tin như thế này thì mới là niềm tin của tính nguyện hạnh. Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, có khả năng cứu độ bất kỳ chúng sanh nào ở bất kỳ thời đại nào. Chúng ta không cần tu sen tạp các công hạnh khác mang tính tự lực rồi hồi hướng. Chỉ hoàn toàn thuần túy tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà là pháp môn thuần tha lực. Nếu chúng ta còn xen tạp ý kiến của mình vào thì đó là pháp môn tự tha dị lực. Huệ Tịnh Pháp sư giảng diễn, tập 1 trang 174 đến 176. Năm La Mã Thuần tha lực và tự tha nhị lực Bây giờ nói đến sự khác biệt giữa hai môn này. Ba bộ kinh căn bản của Pháp môn tịnh độ là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà. Liên quan đến nội dung và ý nghĩa của việc sen tạp tự lực và thuần túy tha lực theo đại sư thiện đạo thì sự giải thích của kinh quán vô lượng thọ là chính xác nhất ở đây sẽ dẫn chứng nội dung quán kinh sớ của ngài để giải thích quán kinh sớ tổng cộng gồm bốn quyển phần huyền nghĩa trong quyển một trước khi giải thích kinh văn đại sư nói về nghĩa lý quan trọng của bộ kinh này sau đó mới triển khai trong phần huyền nghĩa có một đoạn ghi phu nhân di đệ hy tha thiết thỉnh cầu nay con ưa muốn giảng sanh về cõi nước an lạc cuối xin đức như lai dạy con tư duy dạy con chánh thọ phu nhân di đệ hy là vợ của vua tần bà sa la nước ấn độ thời phật còn tại thế thái tử của họ là a xà thế vì chiếm đoạt dương vị mà bắt phụ dương và mẫu hậu giam vào ngục tối phu nhân vô cùng đau khổ, bi thương. Bà nghĩ rằng, vì sao gia đình ta, thậm chí là hoàng gia, lại xảy ra việc ngỗ nghịch bất đạo như vậy chứ? Bà vô cùng đau lòng và quay về hướng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang cư trú, khẩn cầu ngại đến thuyết pháp cho bà. Đức Phật ứng lời cầu nguyện của bà, dùng thần thông đến ngay chỗ bà bị giam. Phu nhân bạch với Phật rằng, thế giới ta bà này đầy dẫy sự đau khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh bà hy vọng kiếp sau sẽ không sanh vào thế giới này nữa mong đức phật chỉ cho bà một thế giới không có sự đau khổ để bà sanh về đó đức phật thích ca mâu ni liền phóng ánh sáng từ lông trắng giữa chân mày chiếu khắp mười phương thế giới sau đó ngài lại thu nhiếp ánh sáng về trên đỉnh đầu hiển hiện thành một đài quang minh. Tất cả các cõi nước trong mười phương thế giới thảy đều hiển hiện trên đài quang minh này. Phu nhân sau khi quan sát và chọn lựa, bà bạch với Phật rằng các cõi nước thanh tịnh trong mười phương tuy đều rất tốt đẹp, nhưng con muốn được giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Ở đây, điều mà Đại sư Thiện Đạo nói phu nhân di đề hy tha thiết thỉnh cầu con này ưa muốn giảng sanh về cõi nước an lạc cúi mong đức như lai dạy con tư duy dạy con chánh thọ có nghĩa là con muốn giảng sanh về thế giới cực lạc xin phật thích ca mâu ni chỉ dạy cho con quán tưởng như thế nào mới có thể thấy được các tướng trạng của thế giới cực lạc để giảng sanh về nơi đó huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập 1, trang 176 đến 178. Sáu La Mã Yếu môn và hoàng nguyện môn Kế đến là Ta bà hóa chủ Nhân vì bãi thỉnh cầu Nên rộng mở yếu môn trong tịnh độ An lạc năng nhân Làm rõ biệt nghĩa của hoàng nguyện ta bà hóa chủ là chỉ cho đức phật thích ca mâu ni nhân vì phu nhân di đề hy thỉnh cầu nên ngài khai triển ra yếu môn trong pháp môn tịnh độ an lạc năng nhân là chỉ cho đức phật a di đà phật a di đà làm rõ ràng biệt nghĩa của hoàng nguyện biệt nghĩa là vì nó khác với các giáo lý nhân quả pháp môn thông thường khác hoàng nguyện chính là nguyện thứ 18. Vì để cứu độ chúng sanh trong mười phương, nguyện này vô cùng rộng lớn nên gọi là hoàng nguyện. Từ điểm này cho thấy, giảng sanh thế giới cực lạc có hai môn, yếu môn và hoàng nguyện môn. Yếu môn chính là hai môn định và tán trong quán kinh. Định là ngưng dứt suy tư để ngưng động tâm lại, tán là bỏ ác để tu thiện. Hồi hướng hai hạnh này, cầu nguyện giảng sanh. Yếu môn là gì? Là chỉ cho hai môn định và tán. Định là ngưng dứt suy tư để ngưng động tâm lại, cũng tức là 13 pháp quán đầu trong kinh quán vô lượng thọ. Muốn thành tựu các pháp quán này, cần phải ngưng dứt vọng tưởng tạp niệm nên gọi là ngưng dứt suy tư để hẳn tâm tập trung vào 13 pháp quán nên gọi là ngưng động tâm lại đây là pháp môn của định tán là chỉ cho ba pháp quán sau cùng trong 16 pháp quán đó là pháp quán thứ 14 15 16 không giống các pháp quán 1 đến 13 đòi hỏi dứt suy tư ngưng động tâm mà ba pháp quán sao giảng cho người tâm tán loạn không định tuy tâm tán loạn nhưng cũng cần phải bỏ ác tu thiện hồi hướng hai hạnh này cầu nguyện giảng sanh nghĩa là hồi hướng hai môn định và tán để giảng sanh về thế giới cực lạc nếu không tu hai môn này thì không có công đức để hồi hướng cũng không thể giảng sanh nên nó thuộc về yếu môn hoàng nguyện môn là gì? Như trong Đại Kinh ghi, nương vào đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên, tất cả phàm phu thiện ác đều được giảng sanh. Đại kinh là chỉ cho kinh vô lượng thọ. Đoạn nào trong kinh vô lượng thọ nói đến điểm này? Đó là nguyện thứ 18 vì nguyện thứ 18 vừa mới mở đầu đã ghi nếu tôi thành phật chúng sanh trong mười phương ý nói mục đích thành phật của tôi là khiến cho chúng sanh trong mười phương thảy đều giảng sanh về thế giới cực lạc cho nên đại kinh có ghi tất cả phàm phu thiện ác chúng sanh trong mười phương đã bao gồm chúng sanh thiện và ác vậy chúng sanh trong mười phương là lấy phàm phu làm gốc không phải chỉ cho thánh nhân. Tất cả phàm phu thiện ác đều có thể giảng sanh về thế giới cực lạc. Đó là do đương tựa vào sức đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Phật A-di-đà nên mới có thể giảng sanh. Cái duyên đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A-di-đà như thế, sức mạnh này có thể khiến cho chúng ta siêu phàm nhập thánh, xa rời lục đạo sanh tử luân hồi, đạt đến giảng sanh và thành Phật, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Đây là nhắm vào nguyện thứ 18 mà nói. Từ những điều trên đây, chúng ta có thể thấy rằng, pháp môn tịnh độ có môn thuần tha lực, tức là hoàn toàn nương vào sức Phật, cũng có môn tự tha nhị lực, tức là nửa tự lực, nửa tha lực. Tóm lại, Phật Pháp chia ra Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn. Trong Tịnh Độ Môn có Yếu Môn và Hoàng Nguyện Môn. Yếu Môn gồm Định và Tán. Định là 13 Pháp Quán, Tán là ba Phước Chính Phẩm. Cần phải xem Kinh Quán Vô Lượng Thọ mới có thể hiểu rõ ba Phước Chính Phẩm. Đây là môn Tự Tha Nhị Lực, nghĩa là tự lực hồi hướng về cõi Phật A-di-đà song song với việc để tha lực cứu độ chúng ta cho nên gọi là môn tự lực trong tha lực huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập một trang một trăm bảy mươi tám đến một trăm tám mươi bảy la mã đại nguyện đại nghiệp đại lực còn hoàng nguyện môn thì sao đó là thuần túy tha lực hồi hướng tha là chỉ cho phật a di đà tức là phật a di đà đem sức mạnh công đức của ngài hồi hướng cho chúng ta để cho chúng ta đương nhiên được hưởng vậy đức phật a di đà hồi hướng cho chúng ta những gì như trước đã nói đại hạnh đại nguyện đại lực cũng chính là đại nguyện đại hạnh đại lực của phật a di đà hồi hướng cho chúng ta. Đại nguyện như vừa mới giảng, tức là khi Phật A Di Đà còn làm Bồ Tát Pháp Tạng, vì để cứu độ chúng ta, sau khi trải qua năm kiếp tư duy cân nhắc, ngài mới phát ra 48 nguyện để cứu độ chúng ta một cách dễ dàng. Đây gọi là bản nguyện. Bản nguyện này của Phật là vì chúng ta mà phát. Đại nghiệp là chỉ cho hành vi lớn. Thế nào là hành vi lớn? Tuy là Phật A Di Đà đã phát nguyện, nhưng nếu chỉ phát nguyện mà thực tế không thực hiện thì chỉ là nguyện suông mà thôi, không đạt được mục đích. Phật A Di Đà đã trải qua triệu năm nghìn kiếp tu hành Bồ Tát vạn hạnh, là vì chúng ta mà tu. Có nguyện rồi, có hạnh rồi, sau khi hạnh nguyện viên mãn thì sẽ phát sanh đại lực. Đại lực chính là sức nhiếp thủ của ánh sáng vô ngại và sức công đức vô vi vô lậu từ câu danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Kinh Quán Vô Lượng Thọ ghi: Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ. Ánh sáng của Phật A Di Đà là vô lượng chiếu khắp mười phương thế giới mà không bị trở ngại. Ánh sáng này có tác dụng nhiếp thủ cứu độ những chúng sanh niệm Phật. Vì vậy, trong danh hiệu Phật đã có sức nhiếp thủ của ánh sáng vô ngại. Huệ Tịnh Pháp sư giảng diễn, tập 1, trang 181 đến 183. là Mã Năm loại chánh hạnh Chánh hạnh có năm loại gọi là năm chánh hạnh Đó là đọc, quán, lễ, xưng, tán Tức là một Chánh hạnh đọc tụng 2. Chánh hạnh quán tưởng 3. Chánh hạnh lễ bái 4. Chánh hạnh xưng danh năm chánh hạnh tán Tháng cúng dường năm chánh hạnh một đọc tụng nhất tâm chuyên đọc tụng tịnh độ tam kinh hai quán tưởng nhất tâm chuyên quán tưởng y báo chánh báo của tịnh độ phật a di đà ba lễ bái nhất tâm chuyên lễ bái phật a di đà bốn xưng danh nhất tâm chuyên xưng danh hiệu phật a di đà năm tán cúng nhất tâm chuyên tán tháng cúng dường phật a di đà vì sao năm việc này được gọi là chánh hạnh đại sư nói chánh hạnh là hành giả chuyên dựa vào kinh giảng sanh mà hành nghĩa là năm chánh hạnh này thuần túy dựa vào kinh giảng sanh tịnh độ tam kinh là hạnh trực tiếp thuần chánh giảng sanh về tịnh độ di đà lại nữa trong năm chánh hạnh này lại chia ra hai loại chánh nghiệp và trợ nghiệp chánh nghiệp còn gọi là chánh định nghiệp chính là hạnh thứ tư xưng danh niệm phật trong năm loại chánh hạnh đại sư nói nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật ai di đà đi đứng nằm ngồi bất luận lúc nào ở đâu luôn niệm niệm không quên đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Trợ nghiệp tức là bốn loại chánh hạnh còn lại. Đại sư nói, nếu nương theo lễ bái, tụng niệm vân vân thì gọi là trợ nghiệp. Chánh hạnh. Trợ nghiệp đọc tụng quán tưởng lễ bái tán thán cúng dường chánh định nghiệp xưng danh nhất tâm chuyên niệm danh vì sao trong năm chánh hạnh chỉ xưng danh niệm phật là chánh định nghiệp đại sư giải thích rằng vì thuận theo bản nguyện phật xưng danh niệm phật chính là hạnh bản nguyện của phật a di đà các hạnh khác chẳng phải hạnh bản nguyện vì thế chỉ có xưng danh hiệu Phật Chính là nương vào nguyện lực của Phật Chắc chắn được giảng sanh Đại sư lại nói Trừ hai hạnh chánh định nghiệp và trợ nghiệp ra Các việc thiện khác đều là tạp hạnh Cũng tức là ngoài năm loại chánh hạnh này ra Các việc tu hành khác đều gọi là tạp hạnh Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 2 trang 397 đến 399. Chính là mã năm loại tạp hạnh. Tạp hạnh có rất nhiều hạnh, như lục độ ba la mật mà thông thường các vị Bồ Tát hay tu và tất cả những hạnh thiện khác. Nếu luận về tạp hạnh thì nhiều vô số chẳng thể kể hết đối nghịch với năm chánh hạnh thì có năm loại tạp hạnh năm tạp hạnh một đọc tụng tạp hạnh đọc tụng các kinh ngoài tịnh độ tam kinh hai quán tưởng tạp hạnh quán tưởng y báo chánh báo ngoại y chánh báo của tịnh độ phật a di đà ba lễ bái tạp hạnh lễ bái phật và bồ tát khác ngoại Phật a di đà 4. xưng danh tạp hạnh xưng danh hiệu phật và bồ tát khác ngoại phật a di đà và các câu chú năm tán cúng tạp hạnh tán tháng cúng dường phật và bồ tát khác ngoại phật a di đà ngoài ra bố thí trì giới vân vân cùng với bồ đề tâm mà thánh đạo môn chú trọng thảy đều thuộc tạp hạnh. Cũng tức là tất cả muôn hạnh thiện ngoài năm loại chánh hạnh này ra, không cần biết là đại thừa hay tiểu thừa, vì cầu đời này chứng ngộ hoặc cầu lợi ích trong hiện đời mà tu tập thì đều gọi là tạp hạnh. Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 2 Trang 399 đến 400 Mười La Mã sự được mất giữa hai hạnh đại sư nêu ra năm chánh hạnh chỉ rõ phương pháp giảng sanh ngài muốn cho mọi người từ bỏ tạp hạnh để quay về chánh hạnh nên nêu ra năm cặp đối nhau vì hành tướng giảng sanh đã có hai hạnh chánh và tạp rồi thì sự được mất của hai hạnh cũng có năm hạnh đối nhau vì thế đại sư nói nếu tu hai hạnh là chánh hạnh và trợ hạnh nêu ở phía trước thì tâm thường gần gũi nhớ nghĩ không dứt gọi là vô gián nếu tu tập hạnh vừa nêu ở phía sau thì tâm thường gián đoạn tuy có thể hồi hướng giảng sanh đều gọi là hạnh tạp và xa vậy một năm cặp đối nhau năm cặp đối nhau thân đối với sơ cận đối với viễn vô dáng đối với hữu dáng bất hồi hướng đối với hồi hướng thuần đối với tạp hai sự được mất giữa hai hạnh được mất giữa hai hạnh chánh hạnh được năm điều thân gần phật a di đà không gián đoạn không cần hồi hướng thuần tạp hạnh mất năm điều sơ xa phật a di đà có gián đoạn cần phải hồi hướng tạp như thế người tu năm chánh hạnh được thân duyên cận duyên với phật a di đà vô gián không cần hồi hướng riêng thuần hạnh cực lạc còn người tu tạp hạnh những hạnh quan hệ đến chư phật bồ tát trời người ngoài phật a di đà thì xa lạ xa cách với phật a di đà có gián đoạn cần phải hồi hướng không thuần so sánh giữa việc tu năm loại chánh hạnh và năm loại tạp hạnh có năm cặp đối chiếu này vì thế cần phải bỏ tạp hạnh chọn tu chánh hạnh đó là ý tự hạnh lập tính của đại sư thiện đạo huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập hai trang bốn lẻ một đến bốn lẻ hai 11 la mã. 3 tầng tuyển chọn. Pháp viên thượng nhân, một vị cao tăng người Nhật, riêng chỉ tôn kính đại sư Thiện đạo. Thượng nhân đem tư tưởng của đại sư khéo dùng bốn bài kệ ngũ ngôn tứ tuyệt làm rõ nghĩa một cách trọn vẹn. Bốn bài kệ này bao hàm ý nghĩa ba tầng tuyển chọn, người đời sau gọi là tam tuyển văn bốn chữ cát phao bàn chuyên được nêu lên trong bài tam tuyển văn có thể gọi là khẩu quyết của tịnh tông bài văn như sau dục tốc ly sanh tử nhị chủng thắng pháp trung thả cát thánh đạo môn tuyển nhập tịnh độ môn dục nhập tịnh độ môn chánh tạp nhị hạnh trung thả phao chư tạp hạnh tuyển ưng quy chánh hạnh dục tu ư chánh hạnh chánh trợ nhị nghiệp trung du bàn ư trợ nghiệp tuyển ưng chuyên chánh định chánh định chi nghiệp giả tức thị xưng phật danh xưng danh tức đắc sanh y phật bản nguyện cố nghĩa là muốn mau lìa sanh tử trong hai pháp môn phật tạm gác thánh đạo môn chọn vào tịnh độ môn muốn vào tịnh độ môn trong hai hạnh chánh tạp tạm bỏ các tạp hạnh chọn quay về chánh hạnh muốn tu nơi chánh hạnh trong hai nghiệp chánh trợ trợ nghiệp để sang bên chọn chuyên chánh định nghiệp người tu chánh định nghiệp tức là xưng danh Phật, xưng danh ác giảng sanh, vì nương bản nguyện Phật. Bài văn trên nói rõ ý nghĩa của ba tầng tuyển chọn, tức là trong hai môn, hai hạnh, hai nghiệp, gác thánh đạo chọn tịnh độ, bỏ tạp hạnh chọn chánh hạnh, bỏ trợ nghiệp chọn chánh nghiệp. Nói gọn lại là chọn tịnh độ, chọn chánh hạnh, chọn chánh nghiệp.